Thế vận hội bắt nguồn từ các cuộc thi đấu thể thao thời Hy Lạp cổ đại từ năm 776 trước công nguyên cho đến khi hoàng đế La Mã là Theodosius I cấm đoán vào năm 394. Và Thế vận hội hiện đại được nam tước người Pháp Pierre-Bréty de Coubertin tổ chức lần đầu tiên vào cuối thế kỷ 19. Ủy ban Olympic quốc tế IOC đã trở thành cơ quan chủ quản của phong trào Olympic. Với hiến chương Olympic xác định cấu trúc và cơ quan có thẩm quyền của nó. Thế vận hội mùa hè được diễn ra cứ 4 năm một lần từ năm 1896, trừ những năm diễn ra chiến tranh thế giới như chiến tranh thế giới thứ hai. Thế vận hội mùa đông được thành lập vào năm 1924 cho những môn thể thao mùa đông. Mới đầu nó được tổ chức cùng năm với Thế vận hội mùa hè, nhưng từ năm 1994, Thế vận hội mùa đông và Thế vận hội mùa hè diễn ra xen kẽ nhau 2 năm một lần. Thế vận hội được quản lý bởi Liên đoàn Thể thao Quốc tế IFS, Ủy ban Olympic Quốc gia NOC và các ủy ban tổ chức cho mỗi Thế vận hội Olympic cụ thể, là cơ quan ra quyết định IOC chịu trách nhiệm về việc lựa chọn các thành phố chủ nhà cho mỗi Thế vận hội. Các thành phố chủ nhà chịu trách nhiệm về tổ chức, tài trợ và kỷ niệm Thế vận hội sao cho phù hợp với hiến chương Olympic. Trong thời gian diễn ra Thế vận hội, các nghi thức được tiến hành bao gồm nhiều nghi lễ, trong đó có lễ khai mạc và bế mạc. Trong mỗi buổi lễ đều sử dụng biểu tượng lá cờ và ngọn đuốc Olympic. Hơn 13.000 vận động viên cạnh tranh tại Thế vận hội mùa hè và Thế vận hội mùa đông ở 33 môn thể thao khác nhau và gần 400 cuộc thi. Các vận động viên đạt thành tích cao trong mỗi cuộc thi nhận được huy chương Olympic, vàng, bạc, đồng tương ứng. Thế vận hội đã ảnh hưởng rộng lớn trên toàn thế giới. Thế nhưng, Thế vận hội vẫn còn nhiều thách thức lớn như sử dụng chất doping trong thi đấu, khủng bố. Tuy nhiên, đây là cơ hội tốt để nước chủ nhà quảng bá hình ảnh quốc gia của mình trên thế giới. Đại hội Olympic cổ đại là lễ hội nổi tiếng nhất trong 4 lễ hội quốc gia của Hy Lạp cổ đại. 3 lễ hội kia là lễ Isthmian, Bichian và Nemin. Đại hội Olympic cổ đại được tổ chức vào mùa hè cứ 4 năm một lần tại đền thờ thần Zeus ở thành phố Olympia. Đại hội này có từ năm 776 trước công nguyên. Người chiến thắng đầu tiên trong đại hội Olympic là Kurobot. Năm đầu tiên của đại hội Olympic, các sứ thần được gửi đi khắp nơi trong thế giới Hy Lạp để yêu cầu các thành bang nộp triều cống cho thần Zeus. Sau đó, các thành bang đã gửi đi các nhóm của mình để thi với nhóm khác để thể hiện sự tài giỏi của những tài năng thể thao. Người Hy Lạp thời đó tin rằng chư thần bảo hộ cho các kỳ Thế vận hội Olympic. Do đó, những cuộc thi đấu này thể hiện tính thống nhất về văn hóa của các thành bang bị chia rẽ về chính trị. Các cuộc thi chỉ dành cho những người đàn ông danh giá của dòng dõi người Hy Lạp. Kể từ khi một lực sĩ không may bị tuột quần vào thế kỷ thứ 7 trước công nguyên, các lực sĩ đều phải trần truồng khi thi đấu. Họ đều là những người chuyên nghiệp, được tập luyện tốt. Các sự kiện khác thì không được biết rõ, nhưng ngày đầu tiên của đại hội được dùng cho việc tế lễ. Rất có thể bắt đầu ngày thứ hai là môn đi bộ, khán giả tụ họp lại trong stadium, một khu vực hình chữ nhật được làm dốc nghiêng trên mặt đất. Vào những ngày khác là môn đô vật tự do Hy Lạp. Môn này là sự kết hợp giữa đấu vật và đấu quyền giống quyền Anh. Luật chơi của môn thể thao đầu tiên này là quăng đối thủ xuống đất 3 lần. Quyền thuật giống quyền Anh ngày càng tàn bạo. Đầu tiên, những đấu thủ phải quấn dây da mềm quanh các ngón tay của họ như là một cách làm yếu những cú đấm. Nhưng những lần sau đó là da cứng, đôi khi họ còn làm nặng thêm bằng kim loại. Môn đô vật tự do là môn thể thao rất khắt khe. Cuộc thi tiếp diễn cho đến khi một trong các đối thủ được xem như thất bại. Môn đua ngựa thì mỗi người điều khiển một con. Tuy giới hạn ở những người giàu có nhưng lại thu hút nhiều người đủ mọi tầng lớp. Sau môn đua ngựa là đến điền kinh, 5 môn phối hợp bao gồm vật, ném dĩa, phóng lao, nhảy xa và chạy nước rút. Con số chính xác của những môn thể thao và phương pháp dùng để xác định người thắng cuộc thì vẫn chưa biết. Cái dĩa trong môn ném dĩa làm bằng đồng, có lẽ có hình thấu kính. Còn cây lao thì có một cuộn dây cột ở đầu cán nhằm tạo ra lực quay để có tầm xa và chính xác hơn. Còn môn nhảy thì chỉ có nhảy xa, không có nhảy cao.
Môn cuối cùng là môn chạy có mặc áo giáp. Những người thắng cuộc được đội trên đầu một vòng hoa ô liu dại, được các nhà thơ ca tụng, họ sống quãng đời còn lại bằng kinh phí của nhà nước. Đại hội Olympic cổ đại đã lên đến đỉnh cao của tính đại chúng vào thế kỷ thứ 5 và 4 trước công nguyên. Xứ Sparta đã nhiều lần thắng cuộc, xứ Athena trong thời đại Hoàng Kim đã 4 lần thắng giải. Nhưng thành công vang dội nhất vẫn là thành phố Elis, quê hương của Kouroubos. Vận động viên kiệt xuất nhất Hy Lạp cổ đại là Milo, người xứ Proton, đã liên tiếp thắng giải 5 kỳ Thế vận hội từ năm 536 cho đến năm 520 trước công nguyên. Trong lần cuối cùng, ông ta vác trên vai một con vật tế thần bước vào sân vận động. Trước khi ngồi xuống ăn thịt nó, người ta kể rằng vào năm 496 trước công nguyên, vua Alexandros, xứ Macedonia tham gia đại hội Olympic. Người ta từ chối vì cho ông là vua man rợ, chứ không hoàn toàn là người Hy Lạp. Nhưng nhà vua xưng ông là con cháu của thần Heracles. Ông đã đạt nhiều chiến thắng trong đại hội Olympic và được nhà thi hào Pindar tán dương. Tuy phụ nữ không được tham gia các kỳ đại hội, trong lịch sử Hy Lạp xưa vẫn có vài vận động viên nữ thắng giải Olympic. Nổi tiếng nhất là Kiniska, con gái của vua Archidamus, xứ Sparta, chiến thắng môn đua ngựa. Nàng cho người xây cất hai tượng đài của mình tại Olympia. Một trong hai tượng đài đó có một bài thơ do nàng viết nên để ca ngợi chiến thắng của mình. Đội tuyển của vua Philippos II, xứ Macedonia, cũng thắng giải đua ngựa vào năm 356 trước công nguyên, đúng vào ngày Alexandros ra đời, góp phần tạo nên lời tiên tri đúng đắn rằng Alexandros sau này sẽ là một ông vua bách chiến bách thắng. Đến cả khi Kitô giáo được truyền vào Hy Lạp, các kỳ đại hội thể thao Olympic vẫn luôn được tổ chức. Sứ đồ Phaolô hẳn là một người hâm mộ, dù ông không phải là một vận động viên của đại hội Olympic. Ông viết: "Tôi đã tham gia một cuộc thi đấu thật hay. Tôi đã chạy trên sân vận động. Tôi đã giữ niềm tin." Câu nói này đã lưu danh vào lịch sử đại hội Olympic ở Hy Lạp xưa. Những kỳ đại hội Olympic được tổ chức vào năm 388 hoặc là 393. Người chiến thắng cuối cùng được ghi nhận là một vận động viên người xứ Armenia khoảng năm 394, khi hoàng đế La Mã là Theodosius Đại Đế ban thánh chỉ cấm đoán đa thần giáo và công nhận Kitô giáo là quốc giáo của đế quốc La Mã. Ông ta đã hủy bỏ đại hội Olympic cổ đại vào năm 426, có lẽ là do hoàng đế Theodosius II xuống thánh chỉ đốt sạch các miếu thờ đa thần giáo trên vùng Địa Trung Hải, đền thờ thần Zeus bị đốt rụi. Không những thế, do thời đó liên tục có những trận động đất và lũ lụt, người ta không thể tổ chức đại hội được nữa. Ý tưởng về đại hội thể thao Olympic được hồi sinh vào đầu thế kỷ thứ 19. Đại hội thể thao Olympic hiện đại, Thế vận hội, cuộc thi thể thao quốc tế để các vận động viên thể thao từ các nước khác nhau tranh tài, tổ chức 4 năm một lần tại những nơi khác nhau. Có hai loại đại hội Olympic là đại hội Olympic mùa hè và Olympic mùa đông. Qua năm 1992, cả hai Thế vận hội được tổ chức cùng năm, nhưng từ năm 1994 thì được đổi lại sao cho cả hai sự kiện thể thao này diễn ra trong các năm xen kẽ nhau. Ví dụ như Olympic mùa đông tổ chức năm 1994 thì Olympic mùa hè tổ chức năm 1996. Kế đến, Olympic mùa đông diễn ra năm 1998 và Olympic mùa hè thì diễn ra vào năm 2000. Đại hội thể thao Olympic hiện đại bắt đầu vào năm 1896 tại Athens, Hy Lạp. Hai năm sau, khi nhà sư phạm và tư tưởng người Pháp Pierre de Coubertin đề xuất rằng Thế vận hội Olympic của người Hy Lạp cổ đại cần được hồi sinh để tôn vinh nền hòa bình thế giới. Chương trình Thế vận hội năm 1896 chỉ có các môn thể thao mùa hè, vì Thế vận hội mùa đông đến năm 1924 mới tổ chức. Có 300 vận động viên đến từ 15 nước thi 43 môn thi đấu trong 9 môn thể thao khác nhau. Và đến Thế vận hội mùa hè 100 năm sau đó tại Atlanta, Mỹ 1996, có hơn 10.000 vận động viên đến từ hơn 190 nước thi 271 môn thi đấu trong 29 môn thể thao khác nhau. Ủy ban Olympic Quốc tế. Thế vận hội được quản lý bởi Ủy ban Olympic Quốc tế, viết tắt là IOC, International Olympic Committee.
Tổng hành dinh đặt tại Lausanne, Thụy Sĩ. IOC ra đời tại Paris năm 1894 như một ủy ban độc lập và tự lựa chọn các thành viên cho mình. Tuy nhiên, để bắt đầu tiến hành, Coubertin đã tự chọn cho mình 15 thành viên. Hầu hết các thành viên được bầu chọn vào IOC là những cá nhân, đơn vị được phục vụ trong NOCS, National Olympic Committees, các ủy ban Olympic quốc gia tại chính quốc gia của thành viên đó. Những thành viên đầu tiên của IOC là tất cả các thành viên châu Âu và châu Mỹ, với một nước ngoại lệ là New Zealand, châu Úc. Thành viên châu Á đầu tiên gia nhập ủy ban là vào năm 1908 và châu Phi là 1910. Các thành viên của IOC phải nghỉ hưu vào tuổi 80, trừ phi họ được bầu chọn trước năm 1966. IOC có chức năng giám sát, quyết định nơi sẽ tổ chức Thế vận hội, lập các quy định về Olympic trên toàn thế giới và thương lượng về bản quyền truyền hình các chương trình trong thời gian diễn ra Thế vận hội. IOC làm việc chặt chẽ với NOCS, Liên đoàn Thể thao Không chuyên Quốc tế, The International Amateur Athletic Federation, IAAF, và các liên đoàn thể thao quốc tế khác, International Sport Federation, ISFS, để tổ chức các kỳ Thế vận hội. ISFS chịu trách nhiệm về những điều luật quốc tế và các quy tắc của các môn thể thao mà họ có ảnh hưởng. Chủ tịch IOC được chọn từ các thành viên của IOC, được cộng tác bởi một ban lãnh đạo, nhiều phó chủ tịch và một số người của hội đồng IOC. Chủ tịch đầu tiên của IOC là ông Demetrios Vikilas, người Hy Lạp, làm việc vào năm 1894 đến 1896. Các chủ tịch tiếp theo đó là Carl Henry de Bailet Alator của Bỉ vào năm 1925 đến 1942, J. Siegfried Esprom của Thụy Điển vào năm 1946 đến 1952, Avery Brundage của Mỹ vào năm 1952 đến 1972, Michael Morris, Lord Killarney của Ireland vào 1972 đến 1980 và Juan Antonio Samaran của Tây Ban Nha vào năm 1980. Quyết định các môn thi đấu. Để đăng cai Thế vận hội, một thành phố phải đệ trình bản kế hoạch lên IOC. Sau khi tất cả các bản kế hoạch được đưa lên, IOC tiến hành bỏ phiếu. Nếu không có thành phố nào giành được nhiều phiếu trong lần bỏ phiếu đầu tiên, thì thành phố ít phiếu nhất sẽ bị loại và tiếp tục bỏ phiếu cho đến khi chọn được mới thôi. Thế vận hội được quyết định trước đó vài năm. Nhờ vậy, thành phố giành được quyền đăng cai có đủ thời gian để chuẩn bị. Trong việc lựa chọn nơi tổ chức Olympic, IOC quyết định dựa trên một số nhân tố chủ yếu mà thành phố đó có hoặc hứa sẽ tạo những tiện nghi tốt nhất và hiệu quả. IOC cũng quyết định những phần nào trên thế giới chưa được quyền đăng cai Thế vận hội. Thí dụ như, thành phố Tokyo, Nhật Bản thuộc châu Á đăng cai Olympic mùa hè vào năm 1964, thì sang năm 1968 tổ chức ở Mexico thuộc Mỹ Latin. Vì sự phát triển quan trọng của truyền hình trên toàn thế giới, trong những năm gần đây, IOC cũng đưa vào việc chọn thành phố chủ nhà theo múi giờ. Ví dụ như là mỗi khi Thế vận hội diễn ra tại Mỹ hoặc là Canada, thì mạng truyền hình American sẵn sàng chịu nhiều chi phí bản quyền để phát hình trực tiếp rộng rãi vào những giờ chiếu phim. Một khi Thế vận hội diễn ra ở đâu thì sẽ được ủy ban tổ chức địa phương ở đó tài trợ. Những tổ chức này không phải là IOC hay là NOC của nước chủ nhà. Điều này thường kết thúc với phần chia lợi nhuận từ bản quyền truyền hình Thế vận hội, tiền từ các tập đoàn tài trợ, tiền bán vé, tiền quảng cáo và những nguồn tài trợ nhỏ khác chẳng hạn như là những con tem bưu điện làm kỷ niệm hoặc là tiền thu từ vé số quốc gia. Trong nhiều trường hợp cũng có sự giúp đỡ của chính quyền nước sở tại. Mặc dù nhiều thành phố giành được lợi nhuận từ Thế vận hội, nhưng các kỳ Olympic cũng có thể khiến nhiều thành phố lâm vào tình trạng thiếu hụt tài chính. Ví dụ như là Montreal, Canada đã chi ra một lượng lớn tiền bạc để chuẩn bị cho Thế vận hội mùa hè vào năm 1976, nhưng số tiền thu được lại thấp hơn dự kiến, khiến thành phố phải chịu nhiều khoản nợ lớn. Các vận động viên và tư cách tham dự. Mặc dù hiến chương Olympic, luật chính thức của Ủy ban Olympic tuyên bố rằng Olympic là cuộc thi giữa các cá nhân và không phải là giữa các quốc gia,
nhưng IOC lại phân công các NOC có nhiệm vụ tuyển chọn riêng các đội tuyển Olympic quốc gia. Trong hầu hết các trường hợp, NOC làm điều này để nắm được các vận động viên đã trải qua kiểm tra để được thi đấu tại Thế vận hội hoặc để chọn những vận động viên dựa trên những thành tích mà họ đã đạt được trước đó. Từ khi bắt đầu Thế vận hội đến nay, các vận động viên nữ không chuyên của mọi tôn giáo, dân tộc đều có đủ tư cách tham dự. Mặc dù là Kobachin phản đối sự tham gia Thế vận hội của phụ nữ và không một phụ nữ nào thi đấu trong năm 1896, nhưng một số nhỏ vận động viên môn đánh gôn và quần vợt đã được thi đấu tại Thế vận hội năm 1900. Các vận động viên nữ trong môn bơi lội và lặn được phép thi đấu tại Thế vận hội năm 1912, còn những môn như thể dục và điền kinh thì mãi đến năm 1928 họ mới được tham gia. Kể từ đó, các môn thể thao Olympic của nữ phát triển đáng kể và hiện nay số lượng nữ vận động viên trong một đội đã chiếm đến khoảng phân nửa, trừ một số đội đến từ các nước Ả Rập Hồi giáo. Kobachin và tổ chức IOC dự tính từ ban đầu là Thế vận hội chỉ dành cho những động viên chuyên nghiệp. Tính chất không chuyên được xác định bởi sự tôn trọng triệt để với luật không chuyên, một luật lệ có từ thế kỷ 19 làm nền tảng để ngăn không cho các vận động viên chuyên nghiệp tham gia trong các môn thể thao như bơi thuyền và quần vợt. Bởi vì luật không chuyên ngăn cản các vận động viên kiếm được bất kỳ chi phí nào từ các hoạt động có liên quan đến thể thao, nên các vận động viên thuộc tầng lớp bình dân khó mà đủ khả năng vừa kiếm sống vừa tập luyện để thi đấu. Tuy nhiên, các luật lệ của Thế vận hội về tính không chuyên vẫn là nguyên nhân của nhiều tranh cãi trong nhiều năm. Những câu hỏi đã được đưa ra như một vận động viên không chuyên có thể được đài thọ chi phí cho chuyến đi thi đấu, được đền bù chi phí thời gian mất việc, được thuê để dạy các môn thể thao hay không? Và những điều đó luôn được IOC, tổ chức đứng đầu trong việc xác định tính chuyên nghiệp trong các môn thể thao khác, giải quyết một cách thỏa đáng. Năm 1983, đa số các thành viên của IOC đều chấp nhận hầu hết các vận động viên Olympic thi đấu một cách chuyên nghiệp với ý muốn rằng các môn thể thao là hoạt động chính của họ. Sau đó, IOC đã hỏi lại mỗi IFS để xác định tính tư cách của 9 môn thể thao và qua thập niên sau thì gần như là tất cả các ISF đã bãi bỏ sự khác biệt giữa các vận động viên nghiệp dư và các vận động viên chuyên nghiệp, còn gọi là Thế vận hội mở. Một trong những ví dụ điển hình của sự thay đổi là vào năm 1992, khi các vận động viên chuyên nghiệp đến từ Liên đoàn bóng rổ quốc gia NBA, National Basketball Association, đã được phép thi đấu tại Thế vận hội mùa hè Barcelona, Tây Ban Nha. Những nghi thức. Thế vận hội luôn có những nghi thức, phần nhiều trong số đó thể hiện chủ đề tình hữu nghị và hợp tác hòa bình giữa các quốc gia. Lễ khai mạc Thế vận hội luôn luôn có cuộc diễu hành của các đội tuyển đến từ mỗi quốc gia tham dự tại sân vận động chính. Đoàn Hy Lạp luôn là đoàn đi đầu để kỷ niệm nguồn gốc xa xưa của Thế vận hội và đội nước chủ nhà luôn là đội đi cuối cùng, trừ Olympic Athens 1896 và Olympic Athens 2004, do Hy Lạp là chủ nhà nên đoàn Hy Lạp đi cuối cùng. Nghi lễ mở đầu là màn trình diễn tái hiện hư cấu về Thế vận hội qua thời gian trong một khung cảnh phức tạp và hoành tráng với âm nhạc và lời nói. Một trong những nghi lễ quan trọng là cuộc chạy rước đuốc và lễ rước đuốc Olympic. Ngọn lửa Olympic tượng trưng cho sự chuyển giao những ý nghĩa cao đẹp từ Thế vận hội Hy Lạp cổ đại đến thế giới hiện đại. Ngọn đuốc Olympic được thắp sáng lần đầu tại Thế vận hội mùa hè năm 1936. Trong cuộc chạy rước đuốc, ngọn lửa được thắp sáng tại thành phố Olympia, Hy Lạp và từ đó nó được nhiều người chạy bộ trừ đường sông, biển mang đi trải qua nhiều tuần lễ hoặc nhiều tháng trời để đến thành phố nước chủ nhà. Sau khi người rước đuốc cuối cùng đã thắp ngọn lửa Olympic lên ngọn đuốc chính tại sân vận động, người đứng đầu của nước chủ nhà tuyên bố Thế vận hội bắt đầu và những con chim bồ câu được thả ra để tượng trưng cho niềm hy vọng thế giới hòa bình. Hai nghi thức đổi mới quan trọng khác đã xuất hiện sớm tại Thế vận hội Anstrep, Bỉ vào năm 1920. Đó là một lá cờ Thế vận hội với 5 vòng tròn có 5 màu khác nhau trên nền trắng. 5 chiếc vòng tròn tượng trưng cho sự đoàn kết giữa các quốc gia năm châu, đó là châu Phi, châu Mỹ, châu Á, châu Úc và châu Âu.
và kế đến là sự ra đời của nghi thức đọc lời thề Olympic, được đọc bởi một thành viên của đội chủ nhà. Lời thề xác nhận cam kết của các vận động viên về tinh thần thể thao cao thượng trong thi đấu. Nghi lễ trao huy chương cũng là một phần quan trọng của Thế vận hội. Sau mỗi môn thi đấu cá nhân tại Thế vận hội, các huy chương được tặng thưởng có 3 giải, nhất, nhì và ba cho 3 người có thành tích cao nhất. Lễ trao huy chương diễn ra sau mỗi trận đấu chung kết của từng môn. Các vận động viên thắng cuộc bước lên bục để nhận huy chương vàng, thực ra là huy chương mạ vàng, huy chương bạc, mạ bạc và huy chương đồng. Kế đến, quốc kỳ các nước của họ được kéo lên trong tiếng nhạc quốc ca nghiêm trang. Một vài nhà phê bình đề nghị rằng, vì những kỷ niệm chương dường như là trái với tinh thần quốc tế mà IOC đã công bố, những biểu tượng quốc gia nên thay bằng lá cờ Olympic và nhạc là bài hát chính thức của Olympic. Ban đầu có một cuộc diễu hành khác của các quốc gia vào buổi lễ cuối cùng của Thế vận hội. Tuy nhiên, tại Thế vận hội mùa hè vào năm 1956 tại Melbourne, Úc, các vận động viên đã tách khỏi hàng ngũ và đi lẫn vào nhau để kỷ niệm Thế vận hội. Truyền thống này đã được tiếp tục tại các kỳ Thế vận hội sau. Sau khi các vận động viên đã vào hết trong sân vận động Olympic tại buổi lễ, Chủ tịch của IOC hẹn gặp lại các vận động viên và khán giả tại Thế vận hội lần sau. Sau đó, Chủ tịch IOC tuyên bố kết thúc Thế vận hội và ngọn đuốc Olympic được tắt. Những buổi đầu, sau khi thắng lợi trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc vào 1821 đến 1829, phá tan xiềng xích nô dịch của đế quốc Ottoman, Hy Lạp đã tìm cách hồi sinh đại hội Olympic thời xa xưa nhằm làm quảng bá các di sản cổ đại của họ. Đại hội Olympic của họ bị giới hạn ở phạm vi dân tộc Hy Lạp đã không thành công, diễn ra không thường xuyên và thu hút rất ít sự chú ý của quốc tế. Thế vận hội bị đình chỉ hoàn toàn vào năm 1889, nhưng sau đó Coubertin đã thành công trong nỗ lực tổ chức Thế vận hội một cách đàng hoàng vì quan niệm của ông về đại hội thể thao mang tính quốc tế hơn là mang tính dân tộc. Mặc dù lúc bắt đầu công việc, ông quan tâm đến thể thao như là một cách để nâng cao tính sẵn sàng chiến đấu của quân đội Pháp, nhưng cuối cùng ông đã hình dung chúng như là một công cụ để chiến thắng các cuộc xung đột giữa các quốc gia. Coubertin bắt đầu phát triển những ý tưởng của mình cho một cuộc thi đấu thể thao quốc tế trong những năm 1880. Năm 1894, ông mời đại diện thể thao các nước đến Paris để thảo luận về thể thao không chuyên tại một đại hội thể thao quốc tế. Hội nghị có 78 đại biểu đến từ 9 quốc gia. Tại hội nghị, Coubertin đã dùng nghệ thuật và âm nhạc cổ điển để tạo ảnh hưởng với các đại biểu. Ông làm họ ngạc nhiên với đề xuất làm sống lại Thế vận hội Olympic của thời xưa và họ đã đồng ý ủng hộ. Coubertin muốn đại hội Olympic hiện đại làm nổi bật các môn thể thao của thời xưa và hiện đại. Chẳng hạn như là môn ném dĩa là biểu tượng cho sự tiếp nối của quá khứ vì người Hy Lạp cổ đại đã từng luyện tập thể thao. Ngược lại, môn đua xe đạp là môn thể thao xuất hiện gần hơn nên đại diện cho thời hiện đại. Môn chạy marathon là để tưởng niệm một người lính Hy Lạp đã chạy bộ một mạch từ một thị trấn của Marathon đến Athens để báo tin quân Hy Lạp đã chiến thắng quân xâm lược Ba Tư. Môn chạy này có khoảng cách ngắn hơn khoảng cách marathon thực sự là 42,2 km, khoảng 26,2 dặm. Đường đua dài nhất của Olympic cổ đại là khoảng 1.000 mét. Sự bất ổn trong chính phủ Hy Lạp đe dọa sự chuẩn bị cho Thế vận hội năm 1896. Nhưng Coubertin đã đến Athens và tranh thủ được sự ủng hộ giúp đỡ của Hoàng gia Hy Lạp trong việc tổ chức Thế vận hội. Mặc dù sau đó không có NOC để tuyển chọn các vận động viên và gửi họ đến Thế vận hội, nhưng nhờ Coubertin quen biết với nhiều nhà thể thao người châu Âu và châu Mỹ nên đã vận động họ thành lập các đội tuyển quốc gia tại nước mình. Lúc ấy, ước chừng một nửa số đội của châu Mỹ đến từ Đại học Princeton vì ở đó có người bạn của Coubertin đang dạy môn lịch sử. Khoảng dưới 300 vận động viên đã thi đấu tại Thế vận hội năm 1896 và không nhận được nhiều quan tâm của báo chí quốc tế, nhưng lại đủ sức thuyết phục để IOC tiếp tục các Thế vận hội sau mỗi 4 năm. Olympic mùa hè. Thế vận hội năm 1896 bao gồm các môn đua xe đạp, đấu kiếm, thể dục, bắn bia, bơi lội, quần vợt, điền kinh,
cử tạ và đấu vật. Các vận động viên người Mỹ chiếm ưu thế hơn hẳn tại Thế vận hội, nhưng những thành tích của những người thắng cuộc không cao bởi những tiêu chuẩn đánh giá đương thời. Thomas Bridges, người Mỹ, là người chiến thắng trong cuộc chạy đua nước rút cự ly 100m trong 12 giây, tức là thấp hơn 1 giây so với kỷ lục thế giới. Bất chấp những thành tích này, Thế vận hội đã thành công khi làm hài lòng khán giả và những người tham gia. Sự ủng hộ cộng đồng quốc tế cho Thế vận hội 1900 tại Paris và Thế vận hội 1904 tại Louis, Missouri, Mỹ đã làm Coubertin thất vọng, bởi vì cả hai kỳ Thế vận hội này bị coi như là những hội chợ quốc tế hơn Olympic. Năm 1906, một Thế vận hội đã được tổ chức tại Athens, Hy Lạp, vượt qua mọi phản đối của Coubertin. Mặc dù Thế vận hội đã thành công, nhưng những kết quả không bao giờ được xem như là phần chính trong lịch sử Olympic. Tại Thế vận hội 1908 tại London, Anh, đã chứng kiến cuộc đua tài quyết liệt giữa người Anh và người Mỹ. Lên đến đỉnh điểm là khi những viên chức người Anh đã khiêng vận động viên chạy marathon người Ý Dorando Pietti qua vạch khi mà Anna này đã bị té gần đích đến. Điều này có nghĩa là vận động viên người Mỹ Johnson Hayes không thắng được cuộc đua. Tuy nhiên, sau khi các viên chức Mỹ lớn tiếng phản đối, Hayes đã được tuyên bố là người thắng cuộc. 4 năm sau, tại Thế vận hội 1912 ở Stockholm, Thụy Điển, vận động viên người Mỹ Jim Thorpe thắng cả 2 môn điền kinh 5 môn phối hợp và điền kinh 10 môn, để rồi chỉ nhận được những quyết định thu hồi huy chương vào năm 1913, chỉ vì anh ta đã từng chơi bóng chày bán chuyên nghiệp. Nhưng sau này, vào năm 1982, IOC đã hoàn trả lại huy chương và chiến thắng chính thức cho Thorpe. Một môn bơi lội dành cho nữ cũng đã lần đầu tiên được đưa vào tổ chức tại Thế vận hội năm 1912, và hai vận động viên người Úc là Fanny Durack và Wilhelmina Willey đã chiếm ưu thế. Lãnh đạo Ủy ban Olympic Hoa Kỳ James Sullivan đã không tán thành các môn thể thao nữ và không cho phép nữ công dân Mỹ thi đấu môn bơi lội tại Thế vận hội 1912. Họ được phép thi bơi bắt đầu từ năm 1920. Chiến tranh Thế giới thứ nhất vào 1914 đến 1918 đã buộc Thế vận hội 1916 tổ chức tại Berlin, Đức phải hủy bỏ. 4 năm sau, thông cảm với Mỹ, đất nước đã bị tàn phá nặng bởi sự xâm lăng của Đức trong thời gian chiến tranh, IOC quyết định tổ chức Thế vận hội tại Antwerp. Năm 1920, vận động viên môn chạy người Phần Lan là Paavo Nurmi, biệt danh người Phần Lan bay, đã giành được 3 trong tổng số 9 huy chương vàng Olympic ở môn thi đấu của anh ta là chạy cự ly 1000m, chạy việt dã cá nhân và đồng đội. Tại Thế vận hội Paris 1924, Nurmi và vận động viên bơi lội người Mỹ Johnny Westmuller là những vận động viên nổi bật. Thành tích chính của Nurmi là thắng trong môn chạy cự ly 1500m và 5000m, còn Westmuller đã thắng ở môn bơi tự do 100m, 400m và cũng là người thắng trong môn bơi đồng đội 4x200m bơi tự do. Thế vận hội Amsterdam, Hà Lan 1928 thì đáng chú ý nhất là sự có mặt của các môn điền kinh nữ. Mặc dù có một vài lời phàn nàn về môn chạy điền kinh cự ly 800m vào năm 1928 vì môn này hơi quá sức đối với nữ và bị hủy bỏ mãi cho tới năm 1960 mới tiếp tục. Năm 1930, IOC quyết định tiếp tục thử nghiệm các môn thể thao nữ tại Thế vận hội Olympic. Nhờ quyết định này mà Baby Dirksen đã trở thành vận động viên nổi tiếng nhất tại Thế vận hội Los Angeles 1932. Chị đã thắng trong môn chạy vượt rào cự ly 80m và môn ném lao, lập kỷ lục thế giới mới ở hai môn này và đứng hạng 2 trong môn nhảy cao. Còn các vận động viên môn bơi lội người Nhật thì giành được những thành công lớn tại Thế vận hội năm 1932 với thành tích tối thiểu một vận động viên Nhật Bản là vào đến các trận chung kết ở mỗi hạng mục thi đấu trong môn bơi lội. Đội Nhật Bản được tập luyện lâu hơn và khắt khe hơn đối phương. Những thành công của họ đã chứng minh những lợi ích của việc thực hiện luyện tập thể thao toàn thời gian tốt hơn là tập bán thời gian kiểu nghiệp dư. Dấu hiệu khác của sự thay đổi là Thế vận hội Los Angeles đã thành công với rất nhiều vận động viên có tuổi đời còn rất trẻ, như vận động viên bơi lội người Nhật Kusuo Kitamura đã thắng trong môn bơi tự do cự ly 1500m khi chỉ mới có 14 tuổi.
Tại Thế vận hội Berlin vào năm 1936 đã xảy ra sự kiện đặc biệt, đó là việc chính phủ quốc xã của nước chủ nhà đã tuyên truyền học thuyết cho rằng người da trắng là mạnh nhất. Và câu chuyện hay nhất của Thế vận hội Berlin là vận động viên da đen người Mỹ, đó là Jesse Owens. Anh đã làm sụp đổ những tư tưởng của Đức Quốc xã khi chiến thắng ở môn đua cự ly ngắn 100m, 200m và môn nhảy cao. Owens cũng đoạt luôn huy chương thứ tư là chạy tiếp sức cự ly 4x100m. Cả hai kỳ Thế vận hội theo dự tính sẽ diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản và London, nước Anh vào các năm 1940 và 1944, nhưng đều bị hủy bỏ vì chiến tranh thế giới thứ hai đang diễn ra vào 1939 đến 1945. Tuy nhiên, Thế vận hội năm 1948 được tổ chức bất chấp sự thật là nhiều thành viên của IOC nghĩ rằng những nỗi khủng khiếp của chiến tranh thế giới thứ hai tạo ra trò cười cho thiên hạ về ước mơ thế giới hòa bình của Cobertin. Tuy nhiên, những người chủ trương tiếp tục duy trì Thế vận hội Olympic đã chiếm ưu thế và London trở thành chủ nhà. Mặc dù Liên bang Xô Viết luôn cho rằng các Thế vận hội là một âm mưu chính trị của chủ nghĩa tư bản, nhưng các nhà lãnh đạo của họ cũng quyết định gửi một đội đến Thế vận hội Helsinki 1952, Phần Lan. Đội Xô Viết đã giành được thành công vang dội và người Mỹ bị sốc cho tới ngày cuối cùng của Thế vận hội. Các vận động viên Xô Viết đoạt được nhiều huy chương hơn các vận động viên của Mỹ. 4 năm sau, tại Thế vận hội Melbourne, đội Xô Viết và Mỹ tiếp tục với những thành công của họ, được xếp thứ nhất và thứ hai trong bảng tổng sắp không chính thức về số huy chương quốc gia. Những thành tích không chính thức được dự kiến số huy chương mà mỗi nước có được tại mỗi kỳ Thế vận hội. Đội Australia dẫn đầu là hai vận động viên bơi lội Murray Ross, Dawes Fraser và hai vận động viên môn chạy là Betty Corbett và Shirley Chicklin. Họ giành được tổng cộng 13 huy chương vàng để giúp nước chủ nhà vươn lên đứng hàng thứ 3 sau Liên bang Xô Viết và Mỹ. Thế vận hội năm 1960, các vận động viên môn chạy người châu Phi như Wilson Kipruis của Kenya và Abebe Bikila của Ethiopia đã giành được thành tích nổi trội tại Thế vận hội. Trong khi đó, các vận động viên đến từ châu Âu lại chiếm ưu thế ở các môn như thể dục dụng cụ và cử tạ. Theo thứ tự, mỗi kỳ Thế vận hội kế tiếp nhau trong những năm 1960 là các năm 1960 Rome, Ý, 1964 Tokyo, Nhật Bản và 1968 Mexico City, Mexico đã tạo ra các vận động viên vàng trong môn quyền Anh của Mỹ mà đã tiếp tục trở thành những võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp hạng nặng như Cassius Clay, sau này đổi tên là Muhammad Ali, Jules Brazier và George Foreman. Tại Thế vận hội Munich, Đức năm 1972, hai đội Đông Đức và Tây Đức trước đây vốn chung một đội vào năm 1949, nay lại là hai đội riêng biệt đã giành được hạng 3 và hạng 4 trong bảng tổng sắp huy chương không chính thức. Mặc dù tại Thế vận hội vào năm 1972, vận động viên Xô Viết là Ludmila Torischeva đã thắng toàn diện môn thể dục dụng cụ, nhưng một vận động viên Xô Viết khác đó là Olga Korbut lại thu hút nhiều chú ý nhất, chỉ đoạt 3 huy chương vàng. Điều này đã giúp khởi đầu một thời kỳ mới của sự phát triển quốc tế của môn thể dục dụng cụ. 4 năm sau, tại Thế vận hội Montreal, vận động viên Nadia Comăneci của Romania đã giành giải toàn diện trong môn thể dục dụng cụ và trong môn xà gỗ. Chị đã xuất sắc giành được điểm số tối đa đó là 10 điểm. Thành tích nổi bật nhất tại Thế vận hội năm 1976 đến từ đội bơi lội nữ của Đông Đức. Họ giành thắng lợi 11 trong 13 làng bơi, vượt qua cả người Mỹ vốn được cho là chiếm ưu thế. Trong tổng số huy chương tại Thế vận hội vào năm 1976, thì Đông Đức, tức là Cộng hòa Dân chủ Đức, với dân số khoảng 16 triệu người, giành được 40 huy chương vàng. Ngược lại, nước Mỹ với dân số hơn 200 triệu người chỉ giành được có 34 huy chương vàng. Thế vận hội 1980 tổ chức tại Moscow và năm 1984 tổ chức tại Los Angeles đã bị những cuộc tẩy chay lớn vì lý do chính trị, nên đội chủ nhà của mỗi nước đã quyết tâm tạo một chiến thắng lớn trong mỗi năm. Tại Thế vận hội 1980, với 62 quốc gia tuyên bố tẩy chay, đội Xô Viết đã giành được 80 huy chương vàng, 69 huy chương bạc và 46 huy chương đồng. Cũng tại Thế vận hội này, vận động viên quyền Anh người Cuba đó là
Teofilo Stevenson đã giành liên tiếp 3 huy chương vàng ở hạng võ sĩ hạng nặng. Tại Thế vận hội 1984, khi Liên Xô và 16 nước khác tẩy chay Thế vận hội, thì đội Mỹ tuyên bố giành được 83 huy chương vàng, 61 huy chương bạc và 30 huy chương đồng. Tại đây, vận động viên người Mỹ đó là Carl Lewis đã nổi lên như là một vận động viên điền kinh vĩ đại nhất trong thời đại của anh ta, với chiến thắng ở các môn chạy cự ly 100m, 200m, 4x100m tiếp sức và nhảy xa. Nữ vận động viên người Mỹ đó là Laura Stone đoạt giải toàn diện trong môn thể dục dụng cụ. Tại Thế vận hội Seoul, Hàn Quốc, Carl Lewis lặp lại chiến thắng của mình trong môn nhảy xa và bị nhận huy chương vàng muộn ở môn chạy cự ly 100m sau khi vận động viên người Canada đó là Ben Johnson được coi là chiến thắng lại bị phát hiện có sử dụng chất ma túy. Tại Thế vận hội 1988, các vận động viên bơi lội Đông Đức dẫn đầu đó là Christine Otto đã giành chiến thắng 10 trong 15 môn dành cho nữ. Điều gây ấn tượng sâu sắc tương tự đó là vận động viên môn điền kinh người Mỹ Lawrence Griffiths Joyner đã giành huy chương vàng ở môn chạy cự ly 100m, 200m, chạy tiếp sức 4x100m và Jackie Joyner-Skerritt đoạt huy chương vàng trong môn nhảy cao và điền kinh 7 môn phối hợp. Thế vận hội Barcelona 1992 Tây Ban Nha không có riêng quốc gia nào thi đấu nổi trội nhất. Những vận động viên được biết nhiều nhất trước và sau Thế vận hội là Hoa Kỳ với đội bóng rổ có tên là Dream Team, với các vận động viên của NBA như là Michael Jordan, Larry Bird và Magic Johnson. Đội này đã thi đấu nổi bật và đạt thành tích là huy chương vàng. Năm 1996, lễ kỷ niệm 100 năm sự ra đời của Thế vận hội hiện đại đã được tổ chức tại Atlanta, bang Georgia, Hoa Kỳ. Có nhiều thành tích nổi bật tại Thế vận hội này. Ở môn nhảy cầu, Phu Minxia của Trung Quốc đã đoạt huy chương vàng ở thể loại cầu mềm 3m và cầu cứng 10m. Còn trong môn điền kinh, vận động viên người Mỹ Michael Johnson đã giành huy chương vàng ở môn chạy nước rút cự ly 200m và 400m. Trong khi đó, vận động viên người Canada Donovan Bailey chiến thắng ở môn chạy nước rút cự ly 100m. Thế nhưng, Thế vận hội đã thất bại bởi một nhóm khủng bố đã tấn công khu kỷ niệm Thế vận hội của Atlanta. Một quả bom đã phát nổ vào buổi sáng ngày 27 tháng 8, làm một người chết và hơn 100 người bị thương. Nhưng Thế vận hội vẫn tiếp tục diễn ra.